Dân chơi thì chơi theo kiểu của dân chơi, chứ đừng có ỷ lớn mà ăn hiếp tụi nhỏ. Không thấy mất mặt hả? Đi học hay đi đánh nhau mà lúc nào trên người cũng bầm dập vậy? Nó ngoan ngoãn từ bé tới bây giờ, nó không có dễ dàng hư vậy đâu bà. Chết tụi bay! Mấy ông cũng đừng có giúp tôi nữa, tôi về đây. Nè, từ đây về sau con với mấy bạn không có đi nhảy như vậy nữa, ở ngoài đường phố nguy hiểm lắm. Chú á, tính mời nhóm của tụi con á thi cuộc thi này. Chú thì mới gặp mà mình có biết chú đó là ai đâu mà tính. Em thấy người đàn ông này cũng khả nghi lắm á. Khả nghi lắm á. Thế thôi, mọi người không tham gia thì để tôi tham gia một mình. Không có một tí basic, nhảy chả có hồn. Vậy mà cũng gọi là nhảy hả? Hãy khóc như hừng hùng ngã, hãy khóc như mình đã lớn. Với những đứa trẻ hiên ngang, hãy khóc như hừng hùng ngã, hãy khóc như hừng hùng ngã, hãy khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?